Xin chào các bạn. Thì rất vui sẽ có một buổi trình bày về giới thiệu về cái ngành để cho các bạn có thông tin trên cơ sở các bạn chuyên ngành. Thì ở đây tôi giới thiệu, tôi là Phạm Công Bằng, phụ trách cái ngành cơ điện tử. Thì bạn muốn vô ngành cơ điện tử hay không thì bạn phải nhìn vào những cái hình trên slide này, đúng không? Thì mình thấy xem cơ, thứ nhất là mình xác định xem là cái ngành này mình có đam mê về nó hay không. Vậy em sao để xác định cái đam mê thì các bạn nhìn hình, hai cái hình ở trên, một hình trên trái là chiếc xe đạp và bên phải là một chiếc xe Honda, và bạn có bây giờ tự đặt câu hỏi là tìm hiểu, tò mò chiếc xe này nó hoạt động như thế nào, tại sao nó chạy được, tại sao nó chạy nhanh chạy chậm, vân vân. Nếu bạn trả lời bạn có những sự tò mò như thế, tức là đâu đó bạn có những niềm đam mê về ngành cơ điện tử. Hai cái hình ở dưới là bạn thấy là liên quan về máy móc, đúng không? Thì nó sẽ là chỉ là cái sự nâng cấp lên từ những cái sản phẩm bạn thấy trong cái đời sống hàng ngày là về xe cộ, thì khi đi làm bạn sẽ liên quan đụng tới máy móc. Thì rõ ràng là gì, nếu bạn đam mê về máy móc, đam mê về những cái hình ảnh về robot như này, thì nó chính là cái đâu đó là bạn có thiên hướng thích về ngành cơ điện tử. Thì lúc đó là bạn xem xét là mình nên có thể chọn ngành cơ điện tử hay không. Vậy ngành cơ điện tử là gì? Thì rõ ràng thì bạn cũng có thể tự tìm hiểu đâu đó rằng thì bạn thấy cơ điện tử thì nó là liên ngành. Nó vừa liên quan về kiến thức về cơ khí, liên quan về kiến thức về máy tính, liên quan kiến thức về điện tử, và cao hơn tính là liên quan kiến thức về lập trình, về hệ thống điều khiển. Vậy rõ ràng vậy khi mình học cơ điện tử ở đây á, vậy là mình học cái gì? Mình nhiều phần như thế, vậy mình sẽ cái chương trình mình sẽ kể ra sao? Mình sẽ học rất nặng về máy tính luôn, rất nặng về điện tử, học rất nặng về cơ khí, hay là học rất nặng luôn về điều khiển, thì thời gian nó có cho phép không? Thì rõ ràng là với thời lượng cũng giống như các chương trình khác, thì rõ ràng vì chương trình liên ngành của mình thì không thể học mà rộng như thế được. Thì rõ ràng mình phải học những cái gì nền tảng, và cụ thể đây là gì? Bạn thấy là như qua những cái hình slide trước thì bạn thấy cơ điện tử đầu tiên nó phải là máy móc. Vậy rõ ràng thì bạn thấy là cái 60-70% của kiến thức bạn học trên trong chương trình sẽ nặng về cái phần cơ khí trước, và sau đó 30% còn lại, 30-40% còn lại, tức là bạn sẽ học những kiến thức cơ bản về điện, về máy tính và lập trình, và sau đó bạn áp dụng vào trong hệ thống điều khiển đó để làm cho cái máy móc phải được thông minh hơn. Đó là cái nghĩa của cái ngành cơ điện tử. Vậy cơ điện tử là gì? Thì bạn có thể nhìn lướt qua mình ngắn gọn, nó là thứ nhất là bạn thấy nó là liên ngành, và hiện nay nó là cơ điện tử có thể xem là như một là chìa khóa của rất nhiều cái sản phẩm trong thời điểm giai đoạn công nghiệp 4.0 hiện nay. Cơ điện tử nó tích hợp các lĩnh vực cổ điển, kỹ thuật cơ khí, điện tử, máy tính và công nghệ thông tin, đơn để thành lập các nguyên tắc cơ bản cho phương pháp thiết kế. Và do bạn thấy là gì, tầm quan trọng cơ điện tử này càng ngày càng tăng lên do đòi hỏi của người tiêu dùng, vân vân. Và về cơ hội về việc làm thì bạn thấy đất nước mình thì vẫn là, mặc dầu là thì đất nước cũng đang phát triển, vẫn đang thay đổi, nhưng rõ ràng bạn thấy là đất nước mình vẫn nằm trong cái giai đoạn là hiện đại hóa, công nghiệp hóa, vân vân. Và rõ ràng bạn có thể hình dung là trong vòng 10 năm tới thì là mình, đất nước mình vẫn nằm trong cái giai đoạn phát triển rất nhanh và nhu cầu rất nhiều về cái việc tự động hóa và trong sản xuất. Thì với những kiến thức và những kỹ năng liên ngành được trang bị trong chương trình thì bạn sẽ có nhiều cái cơ hội về việc làm, đúng không? Thì dưới đây bạn phải có những cái tên tiêu biểu thôi, đó là những tập đoàn rất là lớn rất thường tuyển dụng về ngành cơ điện tử. Đó là về tổng quát về ngành. Về cái đội ngũ để hỗ trợ cho các bạn thì về bộ môn. Thì nếu các bạn về công tác về chọn về ngành cơ điện tử thì sau này các bạn sang năm 3 các bạn sẽ được thầy cô bộ môn cơ điện tử sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bộ môn cơ điện tử là văn phòng nằm ở tòa nhà B11 phòng 210. Và đây là cái địa chỉ email bộ môn và cái trang web của bộ môn. Thì sơ lược là ngành cơ điện tử ngành cũng rất là mới, đúng không? Bạn thấy thì nó mới thành lập 1999 thôi. Và hiện tại đội ngũ giảng dạy thì là có 13 cán bộ giảng dạy của bộ môn, trong đó là có 11 người trình độ tiến sĩ. Và bộ môn cũng là cái đơn vị đầu tiên đã mở ra cái ngành đào tạo ngành cơ điện tử cho cái chương trình đại học và cũng như chương trình sau đại học. Để có thể hiểu rõ hơn các thầy trong bộ môn cơ điện tử này về chuyên môn, về những cái hướng nghiên cứu như thế nào, thì các bạn thể vô trang web ở đây, là bạn đánh cái chữ web 4 đuôi trường và sau đó nó ngã cơ điện tử, thì bạn sẽ vào trang web đó, bạn sẽ thấy là đây là những cái danh mục hình ảnh các thầy cô, cũng như các thông tin liên quan, cũng như là cái lịch, đặc biệt là các lĩnh vực mà nghiên cứu các thầy cô. Và bạn hình dung là gì, nếu sau này bạn nghĩ theo cái hướng cơ điện tử thì phần lớn các thầy này sẽ hướng dẫn các bạn
và đâu đó là những cái đây là những cái hướng mà có thể bạn sẽ làm luận văn tốt nghiệp trong tương lai. Đó là bạn vô nhớ vô cái trang này. Về chương trình đào tạo thì ngành cân tử thì với số lượng thì cô như thế, bạn thấy là gì ở phía bộ môn hiện nay là cũng đào tạo chương trình chính quy này, được không? Quy mô là khoảng 100 em sinh viên một năm, có đào tạo chương trình sư tài năng này, chương trình BFVV nè, và hiển nhiên là mình cho chương trình cân tử cũng có những chương trình quốc tế, tính quốc tế, và bên đó cũng có cái chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Đó là về sơ lược về bộ môn. Còn nói về những cái sâu chút xíu về chuyên môn thì cân tử như thế nào thì bạn thấy qua đây thì bạn thấy đây là một cái đây một cái bảng gọi là bảng trình độ năng lực theo bảng LUM, thì đây là nó thể hiện được cái năng lực của cái sinh viên tăng dần, rồi mức thấp nhất nữa mà knowledge này, cao hơn là comprehension, cao hơn là application và cao hơn nữa là analysis. Vậy vấn đề đây là gì? Mục tiêu của sinh viên cân tử khi tốt nghiệp á là năng lực ở đâu, rồi vậy năng lực của sinh viên khi tốt nghiệp là không phải làm sao thể hiện được cái năng lực giải quyết và phân tích bài toán kỹ thuật. Và bạn thấy đây là gì? Sau ra trường các bạn ít nhất cũng đạt được năng lực analysis này. Đó là cái mục tiêu và chuẩn độ ra chương trình đào tạo. Vậy để đạt được những cái kỹ năng như thế này thì bạn thấy cái phương pháp học tập ở bộ môn cũng hướng đến đào tạo là gì? Là không chỉ dạy các bạn những cái môn học thuần túy trên lớp, mà thường thường làm sao cho tạo cho các bạn làm việc theo nhóm, qua đó giải quyết cái bài tham gia cái đề tài vân vân. Thì khi bạn tham gia những project như thế thì bạn sẽ phát triển được kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về cộng tác nhóm, kỹ năng về tư duy phản biện, kỹ năng về sáng tạo. Đó là những cái cách mô hình giảng dạy ở phía bộ môn. Và để cho bạn hiểu rõ hơn chút xíu nữa thì có thể mình lướt qua những cái sản phẩm đề tài luận văn tốt nghiệp của những cái đàn anh năm trước, để bạn hình dung là nếu mà mình đi hướng cân tử thì sau này những cái hướng luận văn sẽ có thể hình dung ra được sẽ như thế nào. Thì nãy mình nêu cho bạn thấy được những lĩnh vực, còn bây giờ mình sẽ cho bạn thấy những cái sản phẩm. Ví dụ bạn thấy đây là một cái sản phẩm, một cái máy, đúng không? Đó thì đây là một cái dòng máy hình bên trái này, là cái máy mình nếu mình mua thị trường khoảng đâu đó là 4.000 đô, nhưng nếu mình có thể chế tạo ở Việt Nam thì có thể là về mặt thẩm mỹ thì có thể xấu chút, nhưng mà về chức năng thì có thể vẫn đảm bảo về chi phí mình hãy giảm đi. Đó cũng là một cái nhu cầu trong giai đoạn hiện nay, làm sao mình nắm làm chủ được công nghệ với chi phí thấp hơn. Thì đây là một cái đề tài khác liên quan về cái bạn thấy đây là nó lắc một cái nắp nhựa, đúng không? Ví dụ mình làm cái máy gì làm sao nó phải tự động nó hoạt động, nó lắc cái nắp nhựa này, cứ mỗi lần lắc lên thì con số tăng một lần, dùng để kiểm định cái độ bền của cái quai nắp này, ví dụ như vậy. Vậy rõ ràng thì bạn thấy ở clip trên mình thấy đây là mình mô phỏng trên máy tính này, và clip ở dưới là mình thấy làm sao mình triển khai chế tạo những cái máy để thực thi được cái ý tưởng đó. Đó, ví dụ đây là cái sản phẩm, một cái đề tài luận văn làm sao thì giải quyết được vấn đề cái nhu cầu thực tế. Hay là một cái sản phẩm khác, ví dụ đây là một cái sản phẩm thì bạn thấy bên đây là một cái mình gọi là sky camera. Thì bạn thấy nếu mà quan sát những cái sinh hoạt động lớn ở những giải đấu tennis lớn, giải đá banh, thì bạn thấy đây có những cái liên quan về những camera nó được dẫn động bằng những sợi dây cáp với không gian hoạt động rất rộng. Thì sinh viên mình có thể là chế tạo những cái mô hình để minh họa thực thi những cái ý tưởng đó ở những phạm vi, ở cái mô hình nhỏ hơn. Ví dụ đây là cái sản phẩm của sinh viên làm thể hiện được ý tưởng điều khiển cái đối tượng đó bằng những sợi dây cáp. Đó là cái một hướng đề tài. Hay là đây là một cái sản phẩm các bạn cũng thấy rất bây giờ thông dụng rồi, được không? Đây các bạn đã làm đây cũng đề tài này cũng làm được 4-5 năm rồi. Đây là một cái gọi là xe cân bằng. Thì bạn thấy đây là gì đó, đây là ba cái hình ảnh dưới, những cái clip dưới là đó là những sản phẩm của cái tốt nghiệp của sinh viên làm luận văn tốt nghiệp. Thì sinh viên thì làm có ý tưởng mình mua chiếc xe như thế, giờ làm sao nếu rất đắt tiền, giờ là mình hãy chế tạo thử để làm chủ công nghệ đó ở những độ quy mô nhỏ hơn trong một khối lượng luận văn tốt nghiệp được hay không. Và trên mình thấy với những cái thiết bị mình hãy mua được trên thị trường, mình thiết kế trên máy tính, mình chế tạo và sau đó mình lập trình điều khiển chiếc xe này. Chiếc xe này đứng trên hai bánh không ngã, có thể chạy ở một khoảng cách nhất định, hoặc là mình cho điều khiển xoay nó theo ý muốn của mình. Đó, ví dụ đây là một cái đề tài. Và bạn thấy với những đề tài thời điểm này bạn thấy nó đều liên quan kiến thức về cơ khí, liên quan kiến thức về điện, liên quan kiến thức về máy tính và lập trình điều khiển. Rõ ràng có thể dễ hiểu đó là một cái sản phẩm cân tử là như thế. Hay rõ hơn chút xíu về cái này. Bạn thấy hình dung đây một cái platform đang chuyển động. Bạn thấy hình dung nó ứng dụng ở đâu hay không?
đơn, thực chất là người ta làm cái này để ứng dụng trong những bộ phim 3D, 4D trong cái rạp chiếu phim, được không? Người ta đặt lên ghế trên đây, bạn thấy là ghế này sẽ nhúng theo cái kịch bản của cái bộ phim. Vậy rõ ràng chỉ bây giờ làm sao mình hiểu cái này như thế nào? Thì bạn thấy là từ clip bên phải và những clip bên dưới nó là thể hiện cái sản phẩm luận văn tốt nghiệp. Thì sinh viên là gì, nó tìm hiểu nguyên lý của bạn này, nó tự phân tích và tự thiết kế trên mô hình 3D. Và bạn thấy những cái clip này là gì, nó được vẽ trên SolidWorks, được liên kết với MATLAB và sau đó lập trình giả lập, đúng không? Mô phỏng hoạt động của một cái đua xe như thế này. Đó là cái một cái sản phẩm tương tự. Cho các bạn qua đây là không phải chỉ học là mình làm ra những mô hình không, mình có thể mình mô phỏng nó ở một chừng mực, độ mô phỏng đó cũng là một cái thể làm kết quả của đề tài. Thì bây giờ các bạn cũng có thể gián tiếp học được những công cụ mô phỏng trên máy tính. Đó là một cái công cụ rất hiệu quả để thể hiện ý tưởng trong cái giai đoạn ngày nay. Một cái đề tài khác mà mình rất thích đó là liên quan về cái máy công cụ CNC. Khi nói về cơ khí, cơ điện tử thì rõ ràng cái khái niệm CNC không gì xa lạ. Hình bên trái là một cái hình là một cái máy CNC được thương mại bên ngoài. Vậy bây giờ liệu mình có thể chế tạo một cái máy tương tự vậy với chi phí rẻ hơn mà làm chủ công nghệ được không? Thì rõ ràng mình thấy, các bạn thấy đây là các sản phẩm của các sinh viên qua các đời khác nhau. Được không? Đó. Đây là sản phẩm này, bước 1 là để chỉ là điều khiển, thực hiện những chuyển động cơ bản chạy và di chuyển thôi. Bước 2 thì thực hiện vẽ một chữ nào đó. Vâng vâng, và thứ ba là để ứng dụng những hình ảnh thêm những thị giác máy tính nữa để nhận biết được vị trí của các vật từng gấp này và sắp xếp chúng lại theo một cái trình tự nào đó. Đó là giờ bạn thấy nó có liên quan về kiến thức về cơ khí, về điện, về máy tính và lập trình điều khiển. Đó là đây là một cái sản phẩm về máy CNC 2D rất thông dụng và hiện nay là cũng rất nhu cầu rất nhiều bên ngoài để làm công việc trong cuộc sống hay là trong sản xuất thường ngày. Đây là một cái sản phẩm khác cũng liên quan về những cái máy CNC đó. Dù bạn thấy đây là một cái sản phẩm bên trái, đây là một cái sản phẩm trên thị trường, được không? Thương mại trên thị trường. Vậy bây giờ sinh viên mình thấy như thế, liệu phải bắt chước chế tạo làm cái mô hình nào đó thể hiện được ý tưởng mà mới chi phí rẻ hay không? Và rõ ràng đây là một cái mô hình sản phẩm này chi phí đầu tư khoảng 10 triệu đồng để chế tạo ra cái mô hình như thế này. Và mô hình này được hình thành dựa trên là những mình phải model là cái hình này, các bước là thể hiện là mình thiết kế những máy tính này, mình mua các thiết bị cơ bản của điện và sau đó mình tích hợp lại máy tính và sau đó mình lập trình điều khiển. Và sau đó nhiệm vụ mình là sinh viên phải biết viết những cái chương trình giao diện để điều khiển nó. Và bạn thấy đây là một cái ví dụ hình ảnh máy cắt laser, đúng không? Dùng để cắt những cái chữ, và đây là cái sản phẩm của kết quả của máy đó sau khi được cắt ra. Rồi bạn thấy đây là cái quá trình cắt laser này. Vậy sản phẩm này là gì? Thì với những cái cắt đó, bạn thấy bạn để cắt chữ, cắt tên, cụ thể đây là dùng bản tên thầy cô trong bộ môn. Đâu và thậm chí là mình có thể phát triển và sâu về mặt thuật toán, không phải cắt chữ đâu, các bạn có thể cắt những cái hình ảnh về chân dung. Nói ví dụ đây là chân dung của mình đây, hình chụp và sau đó cắt ra, đây là hình bên phải, đây là hình sau khi được cắt laser trên cái máy đó ra được cái hình như thế này. Đó cũng là cái hướng về đề tài mà các bạn theo đuổi. Một cái cuối cùng nói đây là một cái sản phẩm gần nhất là liên quan về một cái xe máy điện cân bằng. Thì bạn thấy là trên thị trường thì nó chỉ là đang ở giai đoạn nghiên cứu chứ được ứng dụng ngoài. Đây là những chiếc xe máy là nếu đứng hai bánh này, bình thường hai bánh đứng như này nó sẽ bị ngã, nhưng với mức độ là có cái hệ thống điều khiển bên trong làm sao xe nó không ngã. Và với những ý tưởng trên mạng, thế sinh viên mình thì làm sao triển khai thử kiểm chứng được cái làm chủ hiểu rõ những cái bản chất đó là gì. Rồi mà giờ có một đề tài sinh viên chế tạo ra mô hình như thế, và bạn thấy cái hình ở đây là gì, là cũng các thành phần cơ bản là sinh viên thiết kế mô hình trên máy tính, chế tạo nó, trang bị các phần thành phần điện, mạch điện cơ bản. Nhưng cụ thể đây là dùng chỉ là dùng những mạch vi điều khiển Arduino và sau đó lập trình trên máy tính. Và bạn thấy hai hình dưới là thể hiện được cái khả năng cân bằng chiếc xe trong quá trình hoạt động không ngã, cũng như là trong quá trình di chuyển lên dốc và xuống dốc. Đó là những cái sản phẩm tự nhiên ở chỉ chứng bước độ là một cái luận văn tốt nghiệp của một sinh viên ngành cơ điện tử, nhưng với những cái kiến thức cơ bản và những trải nghiệm như thế này thì hy vọng nó sẽ trang bị cho bạn những cái kiến thức cũng như một cái phương pháp để giải quyết một vấn đề mà khi các bạn gặp trong thực tế. Để hy vọng là các bạn qua những cái clip như này thì các bạn có thể hình dung được là gì, là cái ngành cơ điện tử mình học cái gì, những cái nội dung mình sẽ sâu về đâu, ai là cái người sẽ các bạn sẽ làm việc nhiều, thầy cô đó ở đơn vị nào, họ nghiên cứu về lĩnh vực gì. Đó thì mình hy vọng là các bạn nên tìm hiểu rõ nó. Và nếu các bạn có những đam mê sở thích về máy móc, đam mê sở thích về điều khiển máy móc thì các bạn hãy tham gia đăng ký tham gia vào cái chương trình ngành cơ điện tử.
xin chúc các bạn nắm được nhiều thông tin và thi đủ phương ngành tốt và chọn được cái ngành như mong muốn. Xin cảm ơn.